Con kia đấy, tao 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 gì ra để kia đi mẹ chó nó ngửi đi nha ngửi cho nó vào đấy cả hai cái mà đưa 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 cả cái này này đứa này vào một này con này đưa đây nhá đằng này đấy buộc buộc vào đồ khách tao đi đánh ấy nhá bài khách tao đi đánh à không để ra thế vậy thì làm gì được hello em ít con mẹ mới qua được tí gọi là lô đề nhá. Thế mà các bố lại bảo mình bịp à, vớ vẩn đã thế này đừng để nó tôi bế luôn đi mẹ mày tao đi tù thì chúng mày đi hết đấy mấy thằng chủ lô nhá là cảnh báo trước nhá bịp mẹ lúc tôi thua thì sao không không bỏ tôi bịp đi không về đến khi tôi được cái thì quả vòng cũ của anh đâu rồi anh ơi à anh cho văn hạo trần hạo bây giờ mẹ mày được này ông đổ mình bịp à anh em đừng nghĩ anh em bổ ngay cho quả xẻ mấy con lợn này lô tô mà tám không biết đừng đùa mẹ à mày đó thì đâu bài này đó là bài 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 bói mà bài tattoo mà mai dịch giao lưu khoái người à mai dịch à gắn hết nhỉ tôi chủ nô đây bạn lại nói thế ok bạn vũ phạm nhá như thế này hôm qua tôi đánh thì đề có 98 ấy thì nó được đề các bạn đã bỏ đề không tính một lô điên à mẹ à người ta được thì này đề này cũng tính một lô xong rồi các bạn đã bỏ đề anh bịp em làm gì chứ ôi rồi lâu rồi không thấy không chữ năm nổ không chữ năm anh bỏ rồi anh đánh cái nick khác của em ơi đang đánh cả chạc à quả các con vợ tôi đặt công này này nếu như ấy mà bịp được thì tan đặt bịp mẹ nếu như nhá có một là tôi bịp lô đề nhá tôi không bịp ai lô đề cả mà lô đề là bịp sao được đúng không ê nói anh ta anh tinh à con lợn này rồi alo thôi bỏ cái được tao sẽ không lên trên mạng tao không nói về vấn đề trên mạng nữa nhưng đi mẹ à mà đứng ở bỏ tao bịp mày nhá bê lô này lúc tao thua thì chúng mày bỏ làm sao lúc tao được chúng mày bỏ tao bịp ấy mày bị điên à cầm cả cái móng sang nha anh tầng 8 đúng rồi đang dưới nhà xuống lấy thì mày cầm lên tao ký cho mày 5 lít nha à, số đẹp hết nhỉ à, không có tiền thì bố mày sống như xương máu của anh em mà tao đã đi mày à mày đã phải nghiện ngập rồi đã thua tha rồi chứ cô thảo đánh nô mà đang giàu có lại đi đánh nô đâu đúng không mẹ à đã toàn cái cảnh gọi là thua tha rồi thì bắt đầu là mới phải đâm đầu vào lô đề bóng bánh ê mẹ quay ra mẹ lúc thua thì lúc chúng mày được tiền thì chúng mày cười hả thế đến khi là đi mẹ à lúc chúng mày lại là cái này cái kia không quá không ui đèo hà nhá còn bài cầm vừa bán đúng đưa khách cho trong tủ dưới anh ấy thoải mái không vào được không vào mình trong đấy được bác nào rồi ok cảnh có sai nhá thoải mái đi bạn này huynh được lộc phát thẻ đi thẻ à? Ai có cửa vậy? Ta mở đâu cửa? Chắc là lên đấy. Đi mẹ à, va nhau luôn đi.
nó quen để 5 lít đấy. Không, 5 lít là cho luôn đi. Mệnh anh. Anh bảo thay đồ mới đi. Đưa cho anh 500. Anh cho gửi tiền. Xếp cho mày ổn đâu, đi mệnh à mày. 200 anh ạ. 125 là tiền đô thì. Vâng. Còn đây 75 là tiền bóng. Tiền này lọc cho triệu nhá. Chào vâng, FC về. Chào anh nhá, anh ngồi chơi nhá. Tiền nhiều thế á. Ê dịp mày à, 200 bạc thì cũng bằng đôi những tài xỉu làm cái gì mà. Anh mời em biết cửa. Anh không thay quần áo à, thế em mặc mấy tuần rồi nó lưỡi em à? Ở đúng không, bọn này đi mẹ à, giờ sao dám lên mạng. Bà chủ mày cứ cẩn thận nào. Lạc lạc là bố biết nên đấy. Này là doanh nghiệp à? Không mà doanh doanh cái gì. Ui á hết mà. Đồ cờ bịp thì là mình cái số điện thoại của mình ấy thì là mình không gì nữa rồi. À đấy sao rồi. Tú nó chạy ra nhỉ. Để nó về đấy á. Tôi về rồi. Quay lại. Quay lại đây quay đi. Mẹ à mình bịp đi mình đánh bằng tun cơ mà. Mình đánh bằng cái tun nó thống kê sản xuất ra chứ cơ là mình gì đéo đâu mà bịp thế đéo là được nó mà. Ê, mà bịp được nô đề mình cho đi thuốc. Anh hôm qua thu mất 2 lít à? 2 lít thì thôi, cố con mẹ nó gắng đi em à. Ơ thế có thuốc lá đâu? Anh cứ cất tiền đi. Không vợ nó lại tóm hết. Không đi, à, vợ anh gia đình anh nó là gia đình cờ bạc cứ bao năm nay rồi chứ có phải là bây giờ bắt đầu đâu mà. Tiền cờ bạc đó là tiền riêng em hiểu không? Vợ con tháng thì cũng tống cho nó gọi là 5-7 chục. Nó tiêu nè, như mẹ nhau mẹ Xuân Canh đâu à? Ok Xuân Canh. Chứ giả với anh em này này, thực ra là từ tối hôm qua đến giờ mà. Thì trước kia thì là mình nhớ anh em trong ngành cờ bạc thì đã biết rồi thì mình không nói. Nhưng mà trước kia thì mình đánh này lâu rồi nhưng mà cái căn bản là hôm qua bắt đầu là mình cao hứng lên thì mình đưa ba cái mạng thì nhớ anh em vào là cứ nào là anh Long và anh Nam đã quý đòi hộ em con nợ hơn 100. Ôi thôi anh cứ phải là đi đòi lại thuê đâu mà nhờ anh em vào Zalo 0912414141 ấy bảo là xin số mua số tôi không bán số là một. Cái thứ hai là gì, là anh em trong nhóm ấy, nhóm chính là người ấy, ai người ta đỏ thì người ta đánh thì mình theo và cơ bản là đánh theo một cái tool. Cái tool này là cái phần mềm nó thống kê. Đây là gì, đây là xác suất thống kê. Nếu như các bạn đánh bạc một cách xanh chín ấy thì các bạn là thằng chơi cờ bạc và đã chơi thì đéo vào được nhá. Và các bạn phải làm thì người ta mới quan. Các bạn làm cờ bạc mà đã làm ấy thì không phải lúc nào cũng là thắng được. Thế nên vì sao mà không ngờ tôi cho số tôi giết, bởi vì là người ta đánh có những con đô người ta đánh là một hôm, có những cặp xiên ấy một hôm hai hôm, đến hôm thứ ba thì nó mới ra được cái cặp xiên đấy chẳng hạn, thì đánh cái hôm thứ hai là các bố đã thôi rồi, đã bỏ rồi. Đâu mà các bố lại bỏ là cái này kia không dây, không cho số, không bán số rồi bóc phốt cho ra nó mệt mỏi, tôi mệt. Có công ấy cứ tự hỏi tất cả các cái chủ lô chủ đề ở cái đất Hà Nội này ấy, có bao thằng bản lĩnh dám ôm lô đề tôi đánh. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như này, các ông cờ bạc tiếng trước, các ông gặp cầu tài nhá, gặp cầu thì các ông không dám bước. Nhưng đến khi khát nước thì các ông sẵn sàng các ông bán nhà ngay. Đánh nô đề cũng vậy thôi. Ngày hôm nay ông ăn được một con nô này là gì? 1.000 điểm. Ngày mai các ông có dám đập vào 2.000 điểm để công pha không? Hay là các ông về các ông đi thì mẹ nhảy múa gọi là hay cờ lắp, nào là tà lăng, mất tầm khoảng gọi là một nửa tiền. Ai kia là chán à? Ok Hoan CFM nhá. Các cụ dạy rồi. Cờ bạc được đánh lên thua thì đánh xuống nhá. Bao tiền cân thịt mõm ra ngồi ở đây. 200 triệu cân thịt mõm em à nhá. Đây là 199 triệu, không phải là 200 triệu. Mõm à?
mà nghĩ là mõm thì ngồi đây nghe nói làm gì, chưa cái bọn mà cho bán số cho số toàn mõm hết. Bắt đầu là thi thoảng anh em nó cứ kiểu mẹ mình mụ quạc này chứ, đánh bắt đầu là thua nhiều. Lấy anh chén nước này, lấy anh đây. Cái là cờ bạc nó thua nhiều thì người ta không dám đánh nữa, thì người ta theo cái đấy để mà đánh thôi chứ. Chỗ này nó biết là cái vấn đề đâu, nhưng với nhiều người bây giờ giải quyết nhiều vấn đề. Được. Ừ, anh đang nhà. Thôi. Không. Em ơi, anh nói luôn này. Các em mà đến mức độ mà các em phải nhắn cho anh vào Zalo hay là cho em xin con số em đánh thì anh hiểu là các em đang thua tha rồi, em hiểu chưa? Rồi mình đã thua rồi mà. Thì hôm nay mình hôm qua mình được ấy. À được cái này à? Ừ. Thôi được thì là mình giữ đấy để mình trả cái thua đi là một. Cái thứ hai là để mà đánh tiếp chứ không phải lọc lá gì đâu em ạ nhá. Bây giờ anh ở xa lắm, đừng. Anh nhà anh giờ đang có khách nhá, đừng lên nhà làm gì cả. Anh không có số tài khoản thì cũng không dùng đâu, không phải vậy đâu em ạ nhá. Ừ, tầm 5:30 rồi, tầm 5:30 anh bắt đi nhá. Ừ. Đây là ông em hôm qua là ông ấy được con nô và được cái xiên, thế là ông ấy điện lọc cái tiền thôi cũng địt mẹ à, toàn những ông cảnh khổ rồi. Ok Minh Phạm nhá. Cất tiền đi ông giá lại bế. Anh chả làm cái đéo hay sai cả. Em có tin là có những cái chỗ địt mẹ nó ghi nô đề ở cổng cơ quan không? Bướng nhỉ? Này. Bướng thế luôn đấy. Anh nghiện hê hay nghiện đá à? Anh chơi môn gì anh chả chơi. Hê là trừ hê luôn. Đây là mình đánh là gì? Đánh ở sổ số kiến thiết miền Bắc. Mà mình mua sổ số kiến thiết miền Bắc ấy là mình ủng hộ cho nhà nước. Hiểu chưa? Chứ cái chung này lại bỏ là đánh nô anh đề vớ vẩn. Đây là đánh sổ số nhá. Có biết sổ số không? Nhưng nó thấy anh nhiều tiền nó bế chứ không phải nô đề. Anh không có tội, anh đố bố thằng bế anh đi ấy, địt mẹ à mình gớm mà mày. Công Thành anh biết là mày là ok rồi, là thằng em rồi, nhưng mà xã hội này nhá, cái ba cái đống này thì làm cái đầu bùi mà nhiều tiền mới chỉ ít tiền mà cứ bằng cái móng tay của người đời, nhưng mà người đời người ta xì vắt bãi nước bọt thì chắc là mình cũng chết đuối ở đấy rồi. Em nghĩ là ba cái đồng tiền bạc nẻ này mà được gọi là nhiều á. Ê, làm gì mà có cái chuyện cho cái gì bán cái gì. Ví dụ như hôm nay tôi thích cái con số này thì tôi mua tất cả các cái tờ sổ số đấy mà có con số đấy, không hiểu không? Đấy thì đấy là tôi mua đồ sổ số thì là tôi mua vé số để tôi ủng hộ cho cái cơ quan ở bên Tăng Mặt Hổ ấy, đúng chưa? Chỗ đấy chắc 100 triệu nhỉ? Này thì là 2 lít. Cái này thì nó bằng gọi là cái hỉ mũi của gọi là ví dụ như là chú Phạm Nhật Vượng hay gọi là mấy cái gì chứ cần đáng bao nhiêu mà công nghệ của tiền nhiều ít làm gì mà không quá đâu. Thực ra là như này, cờ bạc ấy, ai cũng mỗi người có một vận là một vận, cờ bạc là một. Cái thứ hai là mình đã người ta bây giờ trong một trận sóc đĩa thôi, cái thằng nó thử đánh thông 5 tiếng mà nó được nhá, thì ông nào mà chả đánh theo nó lô đề cũng vậy,
tôi có một cái nhóm kín 90 tầm khoảng 90.000 người, toàn bộ anh em đều mẹ ami nô lè thôi. Người ta ông nào đấy đánh đỏ theo đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là gì? Là mình dựa theo một cái tool. Cái tool này là một cái phần mềm, nó chọn các cặp số và nó thống kê. Anh cho Khánh với đồng tiêu, Khánh giờ là nắm tiền lắm. Mày, à, Khánh bây giờ anh chịu rồi, nắm tiền. Ok Lock TV. Chứ còn đừng lúc nào đi mua số hay là đi bán số hay là kia chứ. Bán số hay là vào tù ấy, chứ không phải cho hè đâu. Còn anh em nó lại đánh nhau cùng với mình, nó được. Thì nó bảo thôi anh ấy, em giờ cũng vãn nợ rồi anh ạ. Gọi là lộc bác tí tiền, gọi là uống nước. Thế thôi chứ còn có cái gì đâu mà tạo điều kiện cho anh em vào bờ chứ ai bán. Địt thật, địt mẹ mày, cảnh đời người ta đã khổ rồi, bây giờ không còn đùa nó bán số nữa thì vừa. Tất nhiên là cái tool đấy thì là cũng do là một cái hội đồng những cái người anh em người ta làm cái nền tảng cho cái website kết quả .net đấy, lập trình cái web kết quả .net với Minh Ngọc .net đấy, thì là người ta có một cái hệ thống, nó có một cái tổ hợp các cái số kết quả lô đề từ trước nay rồi, thì người ta lưu cái tổ hợp đấy tạo thành cái data để mà người ta thống kê và người ta giả quyết ra cái cặp số nào nó có thể diễn ra trong cái ngày hôm nay với cái tháng này, và nó ứng với cái việc là sự trùng lặp của cái kỳ trước, năm trước hoặc là 3 năm trước, hiểu chưa? Thì nó đưa ra các cái cặp số, chứ còn không phải là người ta là người ở trong công ty sổ số kiến thiết miền Bắc hay là gì mà cái tuần số ra này kia. Ít mẹ mày có cái việc như vậy nhá thì nó điên. Anh tin em hack Facebook của anh không? Mày hack thì anh lại đập cái mới thì Facebook thì anh làm cái gì mà cứ mày cái đùa. Nhiều lúc mày quan trọng cái vấn đề mày thể hiện cái mặt kết với anh thì mày bổ làm anh có tin em hack được, gọi là với anh chỉ có con cái anh là quan trọng nhất thôi. Còn ngoài ra những cái khác nó chỉ là phụ kiện thôi em ạ. Vàng bạc tiền hay điện thoại này hay này, Facebook hay này, YouTube này, nó chỉ là phụ kiện cho cuộc sống này thôi. Em hiểu vấn đề chưa? Đấy gọi là quả kèo xác suất thống kê anh à. À ơ xác suất thống kê thì nó bình thường. Đấy là một môn trong toán học của nó hay. Tiền nhiều thế, giàu quá. Ôi thịt mà có 200 bạc này, anh thật này bằng một cái tiếng tài xỉu enter hoặc là bằng một cái trận gọi là ném vào. Nó là chắc này nó là nẻ thôi em ạ. Bằng một cái, bằng 5 giây thôi. Chứ người đời chỉ có những cái thằng trẻ con thì mới để ý đây là tiền thôi, còn nếu người lớn người ta đây là phương tiện sống. Đồng tiền đấy nó chỉ là phương tiện trong cuộc sống này thôi chứ nó không phải là tất cả cuộc sống này em ạ. Mà cái phần mềm đấy theo anh nó chuẩn xác bao nhiêu phần trăm vậy? Cái chuẩn xác của phần mềm thì chuẩn xác 100%, còn nó cái cặp số đấy nó có ngày hôm nay không ấy thì nó được tầm 70-80% thôi. Nó là xác suất thống kê, nó là xác suất, em hiểu không? Thế là các chú toàn những người mới quen, à chưa quen biết rồi. Chứ thực ra những người quen biết thì anh thật này, đấy biết thừa. Đến như thằng em anh, như thằng Trần Hạo. Nhưng mày thấy nó dùng cái số điện thoại nào dưới gọi là ngũ năm đâu. Toàn ngũ năm, 5 quân 6, 5 quân 8 rồi là cái loại mà nục kiểu ấy. Yeah. Ok Phan Đạt ơi, em spam nhiều thì em cút mẹ nhà em đi nhá. À dạ vâng. Chứ còn cái đáng bao nhiêu đâu mà cũng đều nay là mình nên là chia mình bực cái là bịt mạnh à, đôi khi mình cứ gọi là ôi thì coi chúng nó lại cứ tưởng là mình là trẻ con nó mày lên trên mạng hay công võ cái này đây này. Công võ và Google ấy, công võ tôi là bị cáo kêu oan cho bị hại là các ông biết tôi.
trước tôi đánh bóng ở cái tỉnh tỉnh cả cái tỉnh Hải Dương nhá, các cái đầu đầu tổng bóng nhá nhìn thấy tôi chán hẳn. Đây này, có ông gõ này, bị cáo kêu oan cho bị hại này. Alo, anh đi vô máy. Vợ anh đi lên cũng thang máy. À, 2017 này, Nguyễn Thành Long 1988 này, thôn Quế Lâm, xã Hương, thị Hải Phòng này, đã hai lần gọi điện xuống Vân Hải này. Đây là đánh sập cái tổng của bọn Thái Bình này. À, ông nhìn chưa? Đấy. Đòi nợ bên anh cướp này, nợ cái lồn mà đòi. Chứ còn bây giờ các ông cứ nghĩ như này, mẹ chùa hè. Nói chung là cuộc sống này mà cái gì cũng có giá của nó thôi. Bây giờ cứ ăn ngon mặc đẹp, các ông hiểu không? Bây giờ một ngày có làm cái gì đâu, chỉ có ăn mặc mới tìm cái mũ nào đó là mũ gọi là gà chống corona là của Pháp này, hàng hiện này là để đội đấy, áo nó phải là vải lụa này của hàng Quảng Đông này hoặc là Thiểm Tây này đấy chứ, vàng nó phải là đúc theo hàng kiểu sẵn này để mà đeo mà mặc thì đi mẹ, nó chỉ có cờ bạc thôi, chỉ có nàng cái gì, chỉ có cờ bạc chứ nàng gì đâu. Thế nên là trước khi mà tao sống cái cuộc sống như này thì tao lường trước tất cả các hậu quả rồi. Cái gì nó đến với tao để tao phải đoán rồi. Nghe chưa? Nên đừng đem một công an đã xem mày quan trên bế đi á. Ôi giời ơi. Không có tội ấy, thì làm sao mới bế được nhau. Nghe chưa? Làm sao mà bế được nhau. Không có tội thì thôi. Tao con vợ đứng cách xa nhau ra tí. Nghe chưa? Đừng lại gần nhau. Còn đã sống cái kiếp gọi là ăn sung mặc sướng, ngồi mát ăn bát vàng như này nhá, thì phải chấp nhận đối diện thôi, đến là đoán thôi. Chứ còn bây giờ đi, mẹ mà người ta còn đang, giờ phút này người ta còn đang nằm ngục ngục, châu Úc Mã kìa. Thế đây thì mẹ cả một ngày chỉ chờ mỗi một chuyến tàu, gọi là chuyến tàu hoàng hôn, đúng không? Nếu như cái live stream trước nói rồi, các con vợ bây giờ đang ở đảo, tức là cảnh xa nhà, xa vợ mà xa quê vắng con đấy. Tức là gì, là đa phần là các con vợ là đang là chết mẹ rồi, chết toàn, là đang ối ôi rồi, xa quê rồi, thì đang trốn nợ rồi, thì đang ở ngoài đảo, mà ở đảo ấy đi về đến đây nhá, thì đi về đến đất liền ấy, tức là đến về với gia đình ấy, chưa? Trở về với gia đình và xã hội ấy, được sự chung tay góp sức của người thân ấy, thì nó phải có tất cả là có bốn cái loại con tàu. Cái con tàu thứ nhất ấy là cái con tàu là nó mang tên là MBC, MBC. Tức là máy bắn cá, chưa? 24/24 cứ gọi là lúc nào nó cũng có chuyến, nó chạy theo cái kiểu chạy về bờ, là nó chạy bằng gọi là đường ngang cái đường bộ rồi, thấy chưa? Thế cái con tàu đấy thì cái tỷ lệ mà vào bờ của nó đấy, nó rơi vào tầm là cái thằng mà chủ cái con tàu MBC ấy, là thằng đấy là nó ngáo ngơ, đôi khi là mẹ mà nó toàn đưa anh em là xa bờ thêm thôi, chứ đéo bao giờ nó đưa anh em vào được đến bờ đâu không ạ. Đang ở cái đảo này gọi là cái đảo nhỏ thì nó lại nai anh em ra một cái đảo lớn. Mà lúc nào nó có chuyến, có con tàu thứ hai là cái con tàu gọi là bóng bánh. Đắp bờ B đấy, đắp bờ B, nhá. Tức là bóng bánh, nhá. Con tàu này thì là nó khởi hành là từ lúc 9 giờ tối, tức là 21 giờ cho đến gọi là 4 giờ sáng. Ông hiểu này chưa? Thì cái con tàu này mà cái tỷ lệ mà lỡ như mà không chọn được đúng cái thằng tàu tàu trưởng uy tín ấy,
thì đa phần là địch mẹ các bố cũng lại là ra đảo lớn xa bờ thêm. Và cái con tàu thứ ba là con tàu Tài và Xỉu. Con tàu Tài và Xỉu thì nó là con tàu mà mình di chuyển bằng vé của nó thì là cũng rẻ thôi, và nó tầm 1.5 phút là có một chuyến. Nhưng mà cái con tàu thứ tư là cái con tàu mà một ngày nó chỉ có một chuyến thôi thì nó uy tín nhất nhá. Con tàu đấy là gì, là cái tỷ lệ mà xa bờ nó thấp, hiểu chưa? Đấy là con tàu lô và đề, một ngày 24 tiếng mới có một chuyến thôi, nó ít thôi nhưng mà nó chất lượng, ít thôi nhưng mà nó tình cảm nhá. Mọi người không chơi cờ bạc nữa à anh? Nên à, đúng rồi. Khuyên thì là khuyên như vậy thôi, chứ còn địt mẹ bây giờ mình thua mà thì à, người ta thua mà mình có nói thế nữa thì cũng chỉ là địt mình mõm thôi. Với cái livestream này là hôm nay là gì là địt mẹ mình chỉ thử xem là kết quả thằng Lăng. Vậy cho anh em vào bờ đi. Vào bờ thì địt mẹ không có tin nhau đâu mà vào bờ. Các cái con tàu không số đấy nè. Yo mẹ công cứ là anh ơi cho em xin một con số. Số thì công đánh theo cái kiểu gọi là hôm nay ông đã kết con 72 thì à kết cái con bất kỳ đấy. Hôm nay nếu mà 27 thì là con đẹp. Thôi nói thật với các bố ấy là gì, mấy cái ông mõm khác thì nói ra thì nó lại ủa cái này cái kia, nhưng mà địt mẹ lên quanh lên quanh thì lại bán số mới cho số chịu. Anh 1998 em 1 à em 2000 sông Long. Sông Long này là nó không phải là sông Long đâu, nó là sông Cẩu Châu Cứt rồi. Đấy là bốn cái con tàu để mà đưa anh em từ ngoài đảo vào đến bờ. Nhưng bốn con tàu đấy nó nhiều đi đường biển, nó nhiều sóng gió lắm, nó có thể là chìm tàu bất kể lúc nào nhá. Nó có thể là gì, là mẹ chết bất kể lúc nào. Có một cái cách thứ năm là vào bờ, thì nó là cách là làm đường nhá. Bỏ công bỏ sức của mình ra, ở đảo ấy thì nó có đá, bê viên đá nắp xuống biển tạo thành một con đường từ đảo về đến bờ. Cái cách này ấy, thì là nó sẽ mất thời gian, nó rất là lâu và nó mất công sức của mình bỏ ra. Đấy là cách đi làm ấy, em hiểu không? Tự làm lấy một con đường để mình đi vào bờ, chứ còn đừng chờ một con tàu nào cả. Toàn những con tàu như là tàu bóng bánh với gọi là tàu tài xỉu với tàu lô đề ấy mà đa phần là tàu không số thôi các bố ạ. À, nên ấy các bố cũng phải là xác định đi. Và các bố phải hiểu như này này, nếu như mà tìm một con tàu rồi ấy thì tôi đã từng là kéo tôi bây giờ nhá, nào là kéo tài xỉu hộ anh em này, nào là chủ tịch hội nhóm sắp xuất lô đề Việt Nam này, vào đâu để xem sắp xuất lô đề được anh địt mẹ nó lại free như vậy thì chết tao à. Bố mày phải bỏ bao nhiêu tiền ra, bây giờ ba cái máy cây nhá, độc ram với chip của nó nhá là hơn 600 triệu. Độc ram vào chip của cái bộ máy cây ấy, lỗ là gì, nó là cái bộ đào bitcoin về để trong nhà ấy. Nó là cái bộ máy để thôi
bây giờ phòng lạnh, trong đấy thời tiết của nó lúc nào nhiệt độ cũng là gì 18 độ C, ba cái máy cây mẹ à, toàn tập toán đào Bitcoin các kiểu, nhưng mà mình đeo đào Bitcoin mình đào luôn này. Ê mà ông lại bổ là ở cái trang nào nó có, làm gì có trang nào em, một cái xác suất thống kê như thế mà bây giờ đặt một cái máy chủ như vậy kết hợp với ba cái máy chủ VPS, ba cái máy chủ VPS nữa mới làm nên được một cái tool thuật toán như thế, mà các ông lại còn bổ đây. Tốt nhất đấy, cờ bạc các chơi là phải có đầu tư và là phải chấp nhận là có được có mất. Mà đằng lồn nó đầu tư thì đầu tư tiền làm một con đường mà về bờ các em ạ. Chứ đừng chờ mong con tàu đâu cả nhá. Con tàu nào rồi nó cũng sẽ đắm thôi. Em đang ở đảo mà em về bờ thật nhanh ấy, thì rồi đến lúc em cũng thích ra đảo chơi, em ngắm cảnh rồi em lại đi về bờ bằng tàu rồi, thấy chưa? Thế thì tốt nhất là em làm một con đường đi. Đi làm công ăn lương 10 triệu cho nó đủ nhàn à. Ở đi mẹ nói thì nói thế thôi chứ còn thực ra bây giờ đang 130 mấy cái mảnh sành nó cắm vào đít chưa. Bây giờ ngồi thì mẹ mày tính ra là em còn nợ tầm khoảng là ngót nghét 150 nữa. Mà bây giờ tháng em làm nước có 10 triệu ăn tiêu hết gọi là 7 triệu còn 3 triệu thì anh bảo bây giờ giả đến bao giờ. Nói thế thôi chứ em thật anh chứ bây giờ nếu như mà bây giờ như để mà nói như bây giờ như em mà để bà già mà biết nhá, hoặc là để vợ em nó biết nữa thì thôi là chỉ có là bỏ nhau thôi. Mà bây giờ em cũng còn thương các cháu rồi chứ, các cháu nó còn nhỏ. Bây giờ để mà bởi vì ông bà già em với vợ em là em báo lợ đến lần này là lần gần đây nhất là đã là lần thứ 7 rồi. Mà bây giờ lần này nữa mà gia đình nhà em mà biết nữa thì thôi là chỉ có toang thôi, là con cái bơ vơ thì mẹ bố mẹ là cũng từ thôi. Thế nên là bây giờ anh bảo bây giờ mà lại đi làm lương tháng được có 10 triệu thì vợ nó đã tịch thu hết gọi là 5 triệu rồi. Thế thì lấy đâu ra để mà gì chứ? Thế đi mẹ mày, thế mày còn 3 triệu một tháng thì mày giả lợ đến bao giờ đúng không? Thế nhưng tao hỏi mày, thế bây giờ mày cũng không có tiền để mày đầu tư vào cờ bạc thì mày đánh bằng cái gì? Thế thì mẹ đang là nhỉ? Anh đã bao giờ báo lợ chứ anh? Anh thật, anh báo ai? Các chú thì còn có bố, có mẹ, còn có người nhà, có điều kiện kinh tế để mà báo. Anh lớn lên đã là một cái thằng là gọi là lang thang chú có ba rồi, anh báo ai? Bố víu vào đâu? Thì mẹ à, mình tự lực hết thôi em ạ. Ý em là vào Zalo nào của anh để biết xuất. Biết em biết là mất phí vậy rồi. Không, không phải phí biết đéo cả. Hôm nào anh có hứng lên thì nè, anh chia sẻ. Thấy chưa? Còn bình thường thì này, anh biết anh đánh, anh chia sẻ đéo thì chia sẻ được. Bắt đầu nó bảo đấy. Hôm qua nhá, đây này, 200 này. Hôm qua anh vui hứng lên em phải không? Về bắt đầu là đưa ra ba cái con số đấy cả, mình đăng lên Facebook cái đi con mẹ am này nó đã bị cớ cái nổ bịp. Bây giờ đi mẹ ra ngoài xã hội nổ là mình bịp thì mình cãi vào đâu, oan thị màu đúng không? Thế thì là oan thị màu à? Thế thì mình là cái gì, là thằng oan à? Oan là sao ông là tiến bịp thì mẹ người ta bảo là ông cờ bạc bịp là đúng rồi, oan cái gì? Thế là chịu rồi. Thế nên bây giờ ấy, đéo bao giờ thì mẹ à, có cái câu chuyện là tao phải đi gọi là tao đăng lên trên mạng, cho số trên mạng đéo rồi cả. Còn Zalo ấy, thích thì vào Zalo là 0912414141. Anh em gọi là chia sẻ, vui vẻ. Thế đi mẹ à, hôm nay tao cho mày cái con số này, mày đánh được thì mày cười ha ha ha. Thế ngày mai tao chốt dại tao cầm của mày 500.000. Thế mà ngày mai tao cho mày con số này, nó không được cái thì mày lại lên trên mạng mày lại bảo là ôi giời ơi, tiến bịp nó lừa đảo kìa, đi mẹ nó cho số kìa, nó bán số nó lừa đảo kìa. Thế mày dắt tay bố mày vào tù đi mẹ à mày. Cái loại trẻ con đấy mà, cái loại mà đi mẹ à mày, trẻ người luôn dạ. Anh không bù nỗ à? Thế anh không hồi tiền lại cho em à? Bố mày cũng chịu đi mẹ à mày, thế tao chịu. Nhắn tin Zalo anh không trả lời, một mình mày nhắn lồn đâu mà tao trả lời được.
kênh này nó là gì, nó là gần 200.000 người. Thế thì 200.000 người nhắn tin tao trả lời được cả 200.000 người, thế tao chết bà rồi. Tao có tiền không, tao thuê nhân viên. Hay mày về đây làm nhân viên, anh chỉ ăn xong mới trả lời nô đề này. Được chưa? Ơ mẹ. Đấy. Đây này, mày đang livestream này, nghe nhìn này. Nó là 0912411 bây giờ. Đấy, đọc lên cái số Zalo cái là kết bạn liên tục cho nó gọi ung tuổi lên. 5 giờ tức là 17 giờ 25 phút thì bắt đầu cái tool đấy, cả một cái tòa, cả một cái nhà máy à, thì nó mới ra được ba cái con số nha. Đấy, Duy Thích này, Nguyễn Hưng này, Hi Em Đẹp Trai này, rồi ok. Thuật toán anh mua à? Không, cái này nó là từ cái dàn trâu này, nó là cái dàn trước anh đào bít. Nói chung là trước anh cũng à mày, thôi đừng.